Đó, giờ người ta đi từ Bắc vào Nam, người ta tiện đường. Trước đi mùa hồi Tết ta vận tải về vắng quá, vắng nguyên là giờ đông chứ. Xin chào các thính giả. Vũng Chùa, Đảo Yên. Chưa thấy ai coi hết. Vô like chia sẻ. Thả tim để like chia sẻ. Chia sẻ cho em đi. Mới like tim chia sẻ. Chia sẻ cho em đi. Đăng ký đấy rồi mà. Vô ghi tên đưa chứng minh. Vô đưa tên đưa chứng minh đi. Một người thôi bác. Một người. Thằng Tài trước nó đăng ký, để cho nó vào đăng ký lần nữa đi. Xếp Tài ơi, nhanh xếp Tài ơi. Xếp Tài đã phát rồi. Vũng Chùa Đảo Yến mọi người ạ. Hình như mạng hơi kém, kết nối chậm. Vào thăm là phải đăng ký ở đây nhé. Nơi đăng ký vào viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đúng là lưng tựa núi, trước là mặt biển, nhưng mà cây cối cao quá không nhìn thấy. Trước là ký rồi, đăng ký luôn đi. Thôi mày đăng ký mày đại diện được rồi. Mình đi vì cái tâm, không ai để ai biết được. À nhưng mà tao đang livestream mọi người biết. Khổ thật. Mấy người xem rồi, mấy nghìn người xem rồi. 5.000 người xem mà bị tụt sập like, còn 2.000 người. À lên 3.000 người rồi mà. Lên kia tí nữa, lên kia mất mạng nữa kìa. Chết rồi. Con đường lên mộ. Ngọc Ních. Đây nhiều sứ cụt đấy. Sứ không lá không hoa, sứ muối thực dụng hết. Dạ, em chào anh Nguyễn Bắc Ngọc. Đi lên lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình. Hả? Đây này, cái mộ nằm đây này. Cái này là chuông. Đây. Cô Ngọc kia kìa. Ở trong đó có người em. Cái gì? Trong mộ kia có người em hay là làm. Có người chứ không người. Mày tự lao. Hắn đang đi sao đó chơi. Chuông này. Ồ, cây sung. Cây sung trái đẹp thế. Chấm muối ngon. Chuông đồng quá. Tí mày live stream cho tao. Mày cầm. Okay. Còn ai? Anh vừa đọc. Không em ơi. Vào bình thường không sao hết, đăng ký rồi vào thôi. Quay nhá. View đẹp ác.